Thực ra đối với em thì anh Michael là một người rất là khó đoán, nên là em cũng không biết chắc về cái kết quả, cái quyết định cuối cùng của anh ấy là gì. Tuy nhiên thì em nghĩ là anh ấy có thay đổi một chút cái suy nghĩ của em, của anh Michael về em. Nên em đoán là cũng có thể anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. I mean, you know, feeling is just too complicated. Like, she's playing a strategy, right? And she's like, oh, I have to get to know every guy, which messed things up. And then also, she wasn't clear how she feels about it. I don't know. I think that. I mean, I feel like I gotta have a talk with Yuna. Yeah? Yuna. Hi. So just now we talking like Michael and everyone, we talk a lot. Here. Miss Korea. So I ask Michael, who's the two girl that he like? He say Nayeon and Quinn. Oh. Yeah. When did you talk with Michael? 2 days. 2 days ago? Two days ago. It's maybe strange because yesterday I talked to Michael why I didn't choose him to dating. Okay. So do you like Michael or On? Now it's Michael. Michael. Yes. To be honest. Okay. So yeah, really good chemistry. I think at the first Michael liked me, but when I didn't choose him. Can I tell you something? Yes, you can, of course. Please. You know the first vote? You and Yuan? You remember? We go in the vote, Michael come in and Michael say, hey, stop. Can I talk to you guys first? Michael said, actually, he really like you. And he said, please give me a chance. What really happened with Michael right now? I don't know exactly. So I tell you what happened. I tell you what happened. Yeah. So Michael said, please, I really like you now. Talk. Can you guys let her stay? Because if she's out, it will break my heart. So at the moment, right? But the last day he not vote for me. He didn't vote for me. Really? Yeah. So yeah. I know because I received no heart. I think he's just confused, yo. I think when the man don't clearly, this is the time you need to clearly. Yeah. The first. Try, you know. Thực ra đối với em thì anh Michael là một người rất là khó đoán, nên là em cũng không biết chắc về cái kết quả, cái quyết định cuối cùng của anh ấy là gì. Tuy nhiên thì em nghĩ là anh ấy có thay đổi một chút cái suy nghĩ của em, của anh Michael về em. Nên em đoán là cũng có thể anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Which one can I be natural? That's how I feel about Nayeon. Right, feel more natural. Feel more natural. Actually, yeah, when I with Yuna, it's good. I have to think a lot. Think a lot, and it's unnatural to behave, to tell. I mean, Yuna, I feel like it's just too complicated. Like, she's playing a strategy, right? And she's like, oh, I have to get to know every guy, which messed things up. And then also, she wasn't clear how she feels about it. I don't know. I think that. I mean, I feel like I gotta have a talk with Yuna. Not because. Just to make everything clear, right? And be straightforward. Because I feel like it was kind of messy. Thấy là cái rất là mình sẽ mình có rất là nhiều thứ cần chia sẻ. Mình thấy cũng tốt là mình có thời gian. Thực ra nếu mà hôm nay không có cái buổi hẹn này thì em cũng định gọi anh ra để nói chuyện ấy. Anh cũng vậy là có nhiều để chia sẻ, nhưng mà anh không biết là mình phải bắt đầu ở đâu nữa, từ đầu hay là
hay sao? Bây giờ cái gì mà anh đang cảm thấy tò mò nhất, anh đang thấy mà cần phải... Ok, thứ nhất là lúc mà mình hẹn hò đầu tiên á, thì anh nghĩ cái đó là điều tốt để mình có thể cân bằng nhau rồi. Nó rất là thu hút anh. Rồi thêm nữa là khi mà mình cái thử thách nấu ăn, rồi anh hẹn hò với em và lên, thì anh cảm thấy khi mà mình chia sẻ cách lifestyle rồi tính cách thì anh em rất là khác nhau. Nên anh nghĩ là mình có quá khác nhau không? Thì em cũng nghĩ là tính cách khác nhau, nhưng mà anh có cảm thấy khi nói chuyện anh bị thấy khó chịu không? Không khó chịu. Em cũng thế, em cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cũng như em nói thì anh là người mà em cảm thấy nói chuyện thoải mái nhất. Mà em cảm thấy khi mà ở cạnh người đấy em thoải mái là được. Em chỉ cần cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người đấy thôi, thế là em biết là đủ rồi ấy. Thế nên là em cảm thấy anh đang bị có vẻ như là đặt nặng quá về cái việc mà mình phải cần tìm cái người mà giống tính cách của mình ấy. Anh luôn luôn nghĩ, suy nghĩ là ví dụ ngày thứ hai á, cái thử thách nữ á, nếu mà em không có chọn Kiên thì chọn anh, thì mình mới có cơ hội để đi cái luxury hotel 2 ngày chung tìm hiểu nhau, thì nó sẽ ra như thế nào. Thực ra em thấy mọi chuyện nó đều xảy ra và nó sẽ có lý do tại sao nó xảy ra như vậy. Còn nếu mà không có những chuyện như vậy xảy ra thì có thể em sẽ bị rối loạn. Em không biết là ai mới là người mà hợp nhất với mình. Cũng đúng. Tại sao em nói gì anh cũng cảm thấy đúng vậy? Thấy rất hơi thất vọng á. Tôi kể em là cái ngày đầu tiên mình đi hẹn hò, mình có ăn steak rồi em nói là cái đó là món anh thích nhất. Thì anh hỏi em thích ăn steak kèm cái gì, asparagus rồi. Em mong là anh có câu hỏi để nấu cho em. Anh cảm thấy cái món này nó sẽ có rất là nhiều ý nghĩa và anh có hứa với em rồi, nên anh quyết định nấu món đó. Rồi anh rất là cố gắng làm món đó. Thật ra hôm đấy em cảm thấy hơi bực mình, tại vì Linh tự nhiên lại chọn món của anh. Đáng lẽ là một cái cơ hội mà em có thể nói chuyện với anh, nhưng mà tự nhiên lại có Linh. Xong rồi kiểu tự nhiên lúc mà Linh đứng đấy là em đã không vui rồi. Khi mà anh về xe ở chương trình, chắc là lúc đấy anh sẽ thấy cái biểu cảm của em nó rất kiểu như này. Anh cảm thấy em thật thà mà, nhưng mà cái phần khó là mình không có nhiều câu hỏi để nói chuyện riêng. Em thì lại bị kiểu khi mà Nayeon ngồi cạnh anh thì em không muốn, em không thích như thế. Với cả có một cái mà khiến em thấy không thích đấy là em không hiểu tại sao anh kiểu quan tâm được tất cả mọi người ở trong nhà, em không thích như thế. Oh yeah. Tại vì nếu mà quan tâm ở mức độ bình thường thì không sao, nhưng mà ví dụ như kiểu anh skinship. Anh kiểu gì với nam bình nữ luôn mà. Nên cách để cái đó là kiểu thân thiện mình không có. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà anh thử hỏi 5 người ở trong số cái nhà này đi, thì tất cả mọi người sẽ đều nghĩ như thế. Em nghĩ là có thể phần trăm cao là mọi người sẽ nghĩ như vậy. Vậy anh nên bớt lại hả? Sao anh không biết nữa? Đấy anh. Nếu mà anh đang để ý ai thì anh chỉ nên tập trung vào người đấy thôi. Kiểu cái show hẹn hò và trong này tất cả những cái hành động của mọi người đều bị để ý. Em nói đúng. Anh bây giờ anh mới biết là khi mà anh suy nghĩ lại là anh
Ta hiểu. Không cần phải suy nghĩ phức tạp đâu. Anh chỉ cảm thấy là anh đang nghĩ về ai nhiều nhất thì đấy là người mà anh nên chọn. Anh không có rõ như vậy. Anh không rõ như vậy luôn á. Cái người thứ nhất là Nayeon, người thứ hai là em. Thế tức là anh vẫn sẽ chọn Nayeon. Vì anh có rất là nhiều thời gian để tìm hiểu Nayeon. Cheers. Cheers to paradise. Looks like paradise, but does it feel like paradise? Không biết nói sao nhưng mà có cái gì đó mà em có rất là thu hút anh. Anh có nói em ngoại hình của em anh rất là thu hút anh. Mỗi ngày em có cái outfit mới anh cũng để ý. Hôm nay outfit như thế nào? Tức quá. Đây à. Tức quá. Tức quá sao? Lại tức. Là em xinh. Em nhìn giống y Barbie. Ờ, kiểu Barbie. Thế anh có thích baby doll? Em nhìn biểu cảm của anh bây giờ rất là cổ. Biết là anh thích rồi. Em đang hào hỏi như vậy em biết cái câu trả lời của anh rồi. Nhưng mà em... Dù gió thổi rất mát nhưng bên trong rất nóng. Yeah. Oh, cái nước là cái ánh sáng như nước vậy đó đang chiếu vô mặt em nó kiểu giống như nó lung lên rồi. À. Ông trời đang làm gì vậy? What is God doing to me right now? Em thì bây giờ em rõ ràng rồi. Bây giờ anh chỉ có anh là người quyết định thôi. Chứ còn em thì xong rồi.